Chào các bạn thân mến, ra mắt cách đây không lâu nhưng mà Oppo Mario 5 này đã tạo nên một cơn sốt trên phân khúc tầm trung bởi một thiết kế và hiệu năng cực kỳ hứa hẹn luôn. Nhà mình thì không có kim cương cho nên là mình phải dinh ngay một em về đây để cho có tí cảm giác sang chảnh. Oppo luôn luôn đầu tư trong khoản thiết kế hộp một cách rất cẩn thận. Nó lên mình cảm thấy giá trị của sản phẩm tăng lên rất nhiều. Hộp màu xanh, sang trọng, mặt trước chính là hình ảnh của máy. Mặt sau này ta có một vài những thông tin quen thuộc như là màn hình 5 inch, camera 8 megapixel, còn camera phụ 5 megapixel, vân vân. Đương nhiên là máy của chúng ta được sản xuất ở Trung Quốc. Còn bây giờ thì mình sẽ mở hộp ngay. Rồi. Đầu tiên là ta có một chiếc máy màu xanh. Ở bên dưới này là sách hướng dẫn sử dụng. Một củ sạc 5V 1A. Cáp micro USB và cuối cùng là một tai nghe của Oppo. Trên tay mình bây giờ chính là chiếc Oppo Mario 5. Chiếc máy phiên bản màu xanh này được về sau phiên bản màu trắng tận 2 tuần và quả thật là mình thấy thời gian chờ đợi nó không phí phạm một chút nào cả. Oppo Mario 5 rất đẹp và sang trọng. Dù trọng lượng chỉ 160g, mình cảm thấy máy vẫn rất chắc chắn và đầm tay. Có lẽ đó chính là do khung viền hai lớp. Lớp thứ nhất chính là lớp kim loại và lớp thứ hai là lớp nhựa xỉ màu kim loại sáng bóng. Nó khiến cho máy dày hơn một chút. Tuy nhiên bù lại, bạn cũng có thể nhìn thấy là không hề có một khoảng hở nào giữa các lớp này. Đây chính là một điểm cộng trong cách gia công của Oppo. Và đương nhiên một điểm nhấn mà mình không thể không kể đến chính là mặt lưng đẹp như kim cương của Mario 5. Ánh sáng chiếu vào nó sẽ tạo ra hai tông màu xanh và đen xen kẽ nhau. Nhưng mà nó lại rất là dễ bị bám bẩn và bám vân tay đấy nhá. Đây là một điểm trừ khá lớn của smartphone này. Nắp lưng này thì làm bằng nhựa và hoàn toàn có thể tháo rời ra được. Ở mặt trước chúng ta sẽ có một đèn LED thông báo, cảm biến, loa thoại, camera trước 5 megapixel, 3 phím điều hướng ở bên dưới, cạnh phải là nút nguồn, cạnh trái ta có tăng giảm âm lượng, bên trên là một cổng hồng ngoại, jack cắm tai nghe 3.5mm, bên dưới là microphone và cổng micro USB. Ở mặt đằng sau, ta có camera chính 8 megapixel, đèn flash, loa ngoài và nổi bật nhất chính là logo Oppo. Bây giờ mình sẽ thử tháo chiếc nắp lưng này ra. Rất là dễ tháo. Ở đây chúng ta sẽ có một khe cắm thẻ nhớ micro SD và hai khe cắm SIM nhưng mà kích cỡ SIM rất khác nhau. Một bên là micro SIM và một bên là nano SIM. Và một điểm mà mình thấy hơi bị thắc mắc đối với Oppo một chút đó là tại sao mặc dù là chúng ta có thể tháo được chiếc nắp lưng ra nhưng mà viên pin này lại phải làm liền nhỉ? Hệ điều hành Android 5.1 Lollipop cùng con chip Snapdragon 410 4 nhân, dung lượng RAM 2GB, Oppo Mario 5 hứa hẹn sẽ cho ta một hiệu năng khá mạnh mẽ. Mình sẽ đánh giá, phân tích điểm mạnh, điểm yếu của nó trong clip sau. Chiếc máy này hiện nay đang được bán tại Hoàng Hà Mobile với mức giá khoảng 5 triệu đồng. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Xin chào và hẹn gặp lại.